Nào con. Nhớ vào mặt hết rồi. Kéo tóc con, tóc vào mặt em. Ôi trời ơi. Kéo tóc vào mặt em. Alo, alo. Chọn phương án B à? Thôi thật, 35 triệu thì cứ hơi giỏi cho mẹ đi. Đi, không cho cúi giờ. Cúi giờ. Con hát cho em nghe đi con. Hát đi. Quý đó, cho em hát đấy. Kéo tóc vào mặt em con. Bỏ rồi. Trời ơi. Tào Linh ơi, con đang giảm. Tào đây, không ra thì lạnh. Cô nói là Tào đây mà con. Linh, cô nói con được không? Con muốn quay à. Thì con ra đây chú không quay. Chú đang ngắm được chụp ảnh chứ không quay đâu. Nhưng mà không chụp thì thôi. Nào, con bỏ, yeah. Con bỏ ra. Nào, cô nói con nghe không ăn đòn bây giờ con lại B. Chọn phương án B. Đâu, cứ bỏ ra con. Vào mặt em bây giờ bụi. Nào con. Chơi với em đi, gọi với em đi, gọi em đi nhé. Lại gọi em. Vừa làm gì em? Đấy, đi ta đi á. Nghe mình được 50 triệu không? Đi đi đâu, đi đâu ấy? Có thưởng cao lên đi đi cô. Nghe cái giọng của anh kiểu chuối, nghe chỉ muốn đấm phát vào mặt. Tình yêu. Anh,